đang ngồi học luật. Các bạn thấy chữ nhảy múa trước mặt Andrew. Nhưng mà có một điều bí mật Andrew chia sẻ cho các bạn, đó là hàng nhóm bánh tráng. Đây là bánh tráng hành của Đà Nẵng gửi qua, đi chung với lại nước căng gừng. Hành trang mà Andrew đang giúp Andrew học bài, đó là chỉ có như vậy. Bí mật nha các bạn, bánh tráng hành của Đà Nẵng được gửi qua từ người em là Steve Hoàng. Cảm ơn Steve Hoàng.